cùng với lực lượng vũ trang trong cả nước. Sáng ngày 1 tháng 3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa long trọng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Đến dự có đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Năm 2023, lực lượng vũ trang huyện Tuyên Hóa đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy chất lượng kỷ luật. Chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên. Phong trào thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng trong chiến đấu năm 2023 đã góp phần quan trọng đưa phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện phát triển toàn diện, đồng đều, thiết thực, vững chắc. Xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Xác định năm 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, quân đội, địa phương, lực lượng vũ trang huyện Tuyên Hóa tập trung quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Quân sự huyện, các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của cấp trên, tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, vận dụng thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mũi kết hợp trong huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đủ khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Theo kế hoạch, thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 15 tháng 12 năm 2024. Đồng chí Thượng tá Hà Văn Đông, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa đã phát động đợt thi đua năm 2024. Trong không khí sôi nổi của lễ ra quân huấn luyện, các đơn vị đã ký giao ước thi đua, cam kết thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và tổ chức duyệt đội ngũ. Sau lễ ra quân huấn luyện năm 2024, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức khai mạc Ngày chạy thể thao quân sự thế giới, kết hợp chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.